Cái anh dạy mình đi. Thỏ ngồi xe đẩy không con? Đi, 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 đi. Chưa vào ga, đằng kia có mà. Đằng này cũng có mà, đâu vào ga đâu. Không đi về. Ta đi về đâu? Đi có vừa siêu tốc mà. Đúng rồi. Đi chạy bên này cho in rồi. Không đi vào ga nhá. Không đi về. Mình đi chơi nữa cơ mà, bây giờ tối mịt mới về mà. Tối về chứ, rồi về gì? Ừ. Phải chơi sướng thì về chứ. Đúng rồi. Mấy giờ? Mình vừa ra đây. Mình thằng bộ ấy, thằng này thì tin đi mẹ thôi chứ. Ai là mẹ đi với thỏ chứ bố về chứ. Đây thì có thang máy đâu. Em bế xe à? Đi. Ôi từ. Từ cho mọi người tôi đi. Đấy. Đấy. Tàu hôm nay gió này tao không chạy rồi. Ôi, ở đây có cái gì đây? Có cái gì đông quá. Concert gì rồi? Concert gì này? Đây, đây là buổi tao buổi biểu diễn gì đấy. Đông này chứ. Mình không đi vào đấy đâu, đi bên này. Không, mình không đi lấy. Đông lắm. Tàu chạy qua đây đi này. Đây chị qua cái đường này chạy vào cái tòa nhà này đầu kìa. Đấy. Nằm trong tòa nhà luôn, thấy chưa? Con đi qua đây cũng thấy thằng mấy người thế, lúc con đi đến chỗ đấy có thấy đông người đó. Lúc đấy đông người. Đó 27. Ừ. Ở kia người ta gọi là Tokyo Dome mình kìa. Cái chỗ tròn trắng cái nhà tròn trắng kìa. Cái nóc tròn đấy. Người ta gọi là Tokyo Dome. Ừ đây mà. Qua những chữ Tokyo kìa. Ờ đấy. Người ta gọi ở đây là chương trình biểu diễn ca nhạc ấy. Thì là mọi người phải mua vé mới vào xem người ta biểu diễn được. Đây là mọi người bắt đầu đi rồi này. Đấy. Hả? Chương trình đấy mọi người phải mua vé từ trước mới được đi chứ. Thì tiếng người lớn mà, mấy ai người ta tiếng Nhật mình hiểu đâu. Ờ. Giờ là ở bên kia chỗ trẻ em vẫn chơi chơi mà. Hả? Không đi ở khu đấy à? Cao kìa. Cao đi gì tối rồi mà nó có chạy đâu mà. À cái vòng quay đó. Ờ. Vòng quay đi, vòng quay đi không? Cái gì? Đi xuống thôi. Kìa ướt lắm. Ướt. Cho con đi thử một lần. Bé quá đi xuống rồi. Con đi thử một lần. Bé một lần. Một lần. Một lần thôi. Một lần. Một lần. Một lần. Đấy. Thuyền không có người kìa. Không có người nó cũng chạy đấy. Ừ đấy, con này có người đâu. Một lần. Một lần. Một lần thôi. Ướt lắm. Một lần. Người hết cả người luôn. Tokyo Dome City. Một lần thôi. Một lần thôi. Một lần. Một lần.
Một lần nữa. Là chơi ở đâu? Chơi ở kia. Chú ăn vé nó đâu? Không phải ở đây chứ. Vé có cái mù đi. Đấy, nhiều người chưa? Một lần. Nhiều người nhé. Một lần. Một lần thôi. Một lần. Đây là xếp hàng mua vé. Đấy. Đây không? Đông nhỉ? Đông người vui nhỉ? Nhiều người vui vẻ nhỉ? Ý, đâu ấy? Nhẹ đi đâu ấy? Em bên này à? Ờ. Đó là bên này. Mẹ đi trong kia rồi. Tới nước phắn rồi. Đấy. Nước phun rồi. Đang biểu diễn nước rồi. Tin ơi xem nước không? Không ai xem chương trình biểu diễn nước à? Ở đây nước người ta phun nước này. Biểu diễn nhạc nước này. Đây là nước này. Đấy. Hát nước à? Ăn bài chiều 150 yên. Buồn chỗ. Nước chúa đâu? À? Này 800 yên. 800 yên á? Gì mà đắt thế á? Bao tiền? 800 yên một cái. Thế? Là còn là áo. Áo ấy mà. Áo mưa 150 yên này. Đâu có mưa. Mẹ bế. Bé mẹ bế này. Đi xuống hay sao bé?